tối nay tại khu đô thị thị trấn An Châu. Kính mời quý vị gần xa chút thời gian đến giao lưu với sự góp mặt nam danh hài Hữu Phước và diễn tối nay tại khu đô thị thị trấn An Châu. Chương trình ga cười tấu hài vui dạm dí dạm tối đêm nay, nam danh hài Hữu Phước và diễn tiểu phẩm hài sức môi, tiểu phẩm hài sức môi dành cho tối đêm nay của nhà mình giao lưu không ba mấy hoạt động tại khu đô thị thị trấn An Châu. Hội nhà thành lập chương trình phía mãi tấn bừng 70 quà nhiều ghê thử mãi hấp dẫn tối nay. Sau ngày lao động nhập kính mời quý vị gần xa nhưng giúp thời gian đến vui chơi giải trí giao lưu với nam danh hài Hữu Phước. Nam danh hài Hữu Phước và diễn duy nhất một đêm không ba mấy hoạt động với những chương trình gala cười tấu hài hài hước vui dòm dí dòm tối đêm nay. Đặc biệt tiểu phẩm hài sức môi nam danh hài Hữu Phước duy nhất một đêm biểu diễn tối nay không bao mấy hoạt động địa điểm tại khu đô thị thị trấn An Châu. Chương trình phiên bản tân bừng 70 phần quà thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời quà kính mời đến xem tối nay tại khu đô thị thị trấn An Châu. Hội nhà thành lập tối nay đặc biệt tăng cường nam danh hài Hữu Phước. Nam danh hài Hữu Phước cái gala cười tấu hài hài hước vui dòm